cảnh báo 5 nhóm người không nên ăn chuối, phá gan, hại thận, 99% rước bệnh, biết mà tránh ngay. Xin kính chào quý vị đến với kênh Tinh Hoa Cuộc Sống. Quý vị thân mến, người xưa có câu ăn một quả chuối mỗi ngày, cả đời không cần gặp bác sĩ. Chuối là loại quả quá quen thuộc với cô bác rồi, đúng không ạ? Đây là loại quả chứa nhiều vitamin, ăn thường xuyên gan sạch, thận khỏe, khỏi cần gặp bác sĩ. Có bài báo còn cho biết, ăn vỏ chuối thậm chí còn bổ dưỡng và tốt hơn ăn thịt. Vậy thực hư thế nào? Ăn chuối có tốt cho sức khỏe hay không? Những ai thì không nên ăn chuối? Mời quý vị cùng Tinh Hoa Cuộc Sống tìm hiểu ngay sau đây nhé! 5 nhóm người nói không với chuối. Quý vị thân mến, mở đầu chương trình chúng ta hãy cùng tìm hiểu có những lưu ý gì khi ăn chuối mỗi ngày quý vị nhé! Thứ nhất là người đang cần sự tỉnh táo thì nên hạn chế ăn chuối. Cô bác có biết tại sao không ạ? Nếu chúng ta muốn có một giấc ngủ ngon, đặt lưng là đã chìm sâu vào giấc ngủ thì chuối chính là một lựa chọn tuyệt vời. Bởi thành phần của chuối sẽ giúp bạn tìm đến giấc ngủ nhanh hơn. Chính vì vậy, nếu chúng ta cần sự tỉnh táo, sự tập trung thì không nên ăn chuối vì trong chuối có chứa tryptophan, một axit amin mà cơ thể không tự tổng hợp được. Carbon hydrate trong chuối có thể ngăn chặn các axit amin khác do cơ thể. Các chất này tiết ra cho phép tryptophan vào não, từ đó tạo ra serotonin. Serotonin sẽ khiến bạn có cảm giác buồn ngủ. Thứ hai là những người có vấn đề về đường tiêu hóa. Theo các nhà khoa học, chuối là loại hoa quả giàu calo, giàu chất xơ và chất đường. Vì vậy, một mặt loại quả này có thể giúp bạn thỏa mãn cơn đói, mặt khác có thể giúp bạn bổ sung năng lượng và dinh dưỡng cho cơ thể. Nhiều người quan niệm rằng với người bị đau dạ dày thì không nên ăn chuối vì có thể khiến tình trạng bệnh nặng nề hơn. Tuy nhiên, theo thạc sĩ bác sĩ Hà Hải Nam thì điều này mới chỉ đúng chứ chưa đủ. Tuy chuối chín giàu chất xơ hỏa tan pectin có lợi cho hệ tiêu hóa, thế nhưng với những người đang bị đau dạ dày hoặc mắc phải một số bệnh liên quan, nếu hấp thụ quá nhiều chất xơ lại có thể khiến nồng độ axit trong dạ dày tăng cao, gây bào mòn, viêm loét hang vị dạ dày. Người đang có vấn đề về đường tiêu hóa tuyệt đối không được ăn chuối khi đang đói để tránh làm khó chịu cho dạ dày, gia tăng cảm giác đầy hơi chứng bụng. Thứ ba là người bị đau dạ dày. Những người có tiền sử bị đau dạ dày cần hạn chế ăn chuối tiêu chín, còn những loại chuối khác với những người bị đau dạ dày muốn ăn thì phải ăn chuối đã chín và sau khi ăn cơm no. Lúc này chuối sẽ có tác dụng bảo vệ và trung hòa axit dạ dày. Nếu duy trì ăn chuối khi đói trong thời gian dài sẽ gây ra thành dạ dày bị bào mòn, đau dạ dày, viêm loét dạ dày. Các nguyên nhân tiềm ẩn gây khó chịu cho dạ dày sau khi ăn chuối có thể do lượng tinh bột, do hội chứng ruột kích thích, dị ứng chuối hoặc không dung nạp fructose. Quý vị thân mến, bên cạnh đó để thu được lợi nhuận, rất nhiều lái buôn cũng thường tẩm các loại hóa chất vào chuối để thúc chuối chín nhanh hơn. Điều này lại vô cùng nguy hại đến sức khỏe. Mua về tự đầu độc chính gia đình mình. Những tuyếp hóa chất có nguồn gốc từ Trung Quốc, to cỡ ngón tay, đem hòa với 2 lít nước rồi phun đều lên những nải chuối xanh xếp dưới nền đất. Chỉ sau một đêm, những nải chuối này sẽ vàng ruộm trông cực kỳ bắt mắt. Mỗi ngày, những quả chuối bị ép chín bằng thứ hóa chất này vẫn đều đặn xuất ra thị trường nội địa. Để giúp quý vị thấy được tường tận quá trình chuối bị ép chín, phóng viên đã mất nhiều ngày tìm hiểu chợ chuối nằm ngay sát bờ sông Hồng. Ở cuối con phố Hàm Tử Quan, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, đây được xem là một trong những đầu mối lớn nhất cung cấp chuối cho thành phố Hà Nội, tồn tại khoảng chục năm và có xu hướng ngày càng mở rộng. 3 giờ chiều một ngày giữa tháng 7, theo chân một người lái tàu tên Tùng, quê xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, chúng tôi có mặt tại chợ chuối ven sông Hồng. Hơn 20 lái buôn tập trung tại chợ, phần lớn đều là phụ nữ. Mỗi người tự quy hoạch cho mình một khoảnh đất rộng chừng vài mét vuông để trưng bày hàng hóa. Những nải chuối buồng, chuối vàng ruộm được bày san sát, nhan nhản khắp nơi. Cả bãi đất rộng đến gần 1.000 mét vuông như được nhuộm vàng trong màu chuối chín. Trong các gốc cây cạnh đó, từng buồng chuối còn xanh nguyên, đang trong giai đoạn ủ chín xếp thành từng đống lớn và được phủ bằng những tấm chăn bông cũ mềm ẩm mốc. Chúng tôi gặp một người đàn ông đang vác trên vai những buồng chuối xanh, quả chưa căng xếp cạnh đống chuối đang giấm. Bằng chất giọng đặc sệt Ba Vì, anh ta hướng về phía chị lái buôn và nói: "Lấy thuốc, hóa chất, hãm luôn đi."
cho mai kịp chín còn đi bán. Nói xong anh ta cầm một lọ nước không màu đưa cho người phụ nữ, trước khi bỏ xuống bờ sông với công việc quen thuộc của mình. Lọ chất lỏng bốc mùi hăng hắc được chị lái buôn pha một lượng nhỏ vào một xô nước, rồi cứ thế chị này lấy từng nải chuối xanh nhúng vào xô nước mới pha hóa chất, trước khi đưa ra xếp cạnh đống chuối đang giấm. Nhúng chuối vào đó làm gì vậy? Tôi hỏi. Nghe chưa hết câu, người phụ nữ liếc xéo tôi rồi đáp gọn luôn, biết để làm gì. Lần làm mãi, người phụ nữ mới bật mí, ngâm thuốc này thì khi chín chuối mới có màu vàng đẹp mã. Vớ như không hiểu, tôi quay ra thắc mắc với chủ tàu tên Tùng. Ở chợ chuối này ngày nào cũng làm như vậy hết, nhưng không phải họ nhúng hóa chất chỉ để cho đẹp mã mà công dụng chính là để thúc cho chuối chín trong thời gian ngắn nhất có thể. Còn nếu để chuối chín tự nhiên phải mất tới gần tuần, như vậy tiền thuê bến bãi lái buôn họ chịu sao nổi, Tùng tiết lộ. Sợ lôi thôi lại mất mối làm ăn, Tùng vội vàng kéo tôi lên tàu. Vừa thoát khỏi ánh mắt của mấy bà bán chuối, Tùng nhìn tôi rồi sổ ra một tràng. Loại hóa chất dùng để thúc chuối chín khi nãy là nhập từ Trung Quốc. Thứ này giá rẻ nhưng công hiệu, sau khi phun hoặc nhúng trực tiếp vào chậu hóa chất pha sẵn, rồi đem rải đều trên mặt đất, phủ chăn bông lên trên, là sau đúng một đêm, những nải chuối sẽ ngả vàng chín đều. Để tôi tin hẳn, Tùng bồi thêm. Đây, hóa chất của mấy tay buôn chuối dùng chưa hết, lát xuống bến chú cứ cầm vỏ tuyếp này rồi ra mấy cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật mà mua, cứ nói là mua giấm chuối là người ta hiểu. Tại khu vực quận Hà Đông, mới chỉ ngó qua tuyếp hóa chất mà Tùng đưa cho tôi, chủ của một cửa hiệu kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật liền cho biết, ở đấy họ chuyên trồng cà chua, biết đâu vẫn dùng loại thuốc này để cho thu hoạch sớm. Vẫn theo chủ cửa hiệu này, ngoài chuối, người dân còn dùng loại hóa chất trên để giấm cà chua, vải và mít. Tuy nhiên, do ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người nên loại hóa chất này bị cấm sử dụng. Tại một quầy thuốc Hà Đông, thoạt nghe có ai đó hỏi mua hóa chất giấm chuối. Người đàn ông chạc 50 tuổi, đội mũ phớt đen chạy ra, nhanh miệng chào hàng luôn. Thuốc giấm à, anh có? Đúng, giấm chuối, cà chua hay mít đều được, đều là hoa quả mà. Các anh, các chú gặp anh là đúng địa chỉ đấy, các chú mua bao nhiêu? Nói đoạn, anh ta bưng ra một bọc ni lông to đùng, bên trong đựng nhiều vỉ hóa chất. Quan sát bằng mắt thường, tuyếp hóa chất có vỏ bằng nhựa mềm to cỡ ngón tay út, trong chứa chất lỏng màu trắng nhờ nhờ. Vỏ tuyếp có một nhãn nhỏ viết đầy chữ Trung Quốc. Anh chủ quầy nói giá mỗi tuyếp là 2.000 đồng, loại thuốc này trong nước không có đâu, phải nhập ở tận cửa khẩu Lạng Sơn về. Nhưng nói về độ hiệu quả thì nó là số 1. Mỗi lọ này chú pha đều với 2 lít nước rồi đem phun trực tiếp vào buồng chuối. Đảm bảo chỉ sau một đêm là chuối chín đều, quả nào cũng vàng ruộm như chín cây. Trước khi cầm gói hóa chất tôi hỏi, thuốc này có độc không anh? Giấm chuối đem ăn bình thường chứ? Anh ta liền xua tay, các ông giả ngố hả, thuốc này là giấm chuối đem bán chứ nhà mình ăn thì việc gì mà phải ngâm thuốc. Cứ để mấy ngày cho nó chín tự nhiên, ăn vừa thơm vừa an toàn. Rồi anh ta ghé tai nói nhỏ, độc hay không tôi không biết, nhưng thuốc này ngứa lắm, khi pha nhớ phải đeo găng tay cho an toàn. Trước nay mấy ông mua thuốc của tôi chỉ đem về giấm chuối, giấm cà chua để bán thôi, chưa thấy ông nào nói là giấm cho nhà sử dụng. Tiếp theo, mời quý vị cô bác cùng chuyển sang phần 2 của chương trình với nội dung một quả chuối đốm đen bổ hôn sâm, thần dược chống lão hóa ung thư, bệnh tật cũng chẳng dám bén mảng. Chắc hẳn khi nhìn thấy một quả chuối có đốm đen, bạn sẽ ngay lập tức thốt lên, ôi ghê quá, hình như nó bị hỏng rồi và vứt đi ngay. Nhưng đây là một điều bất ngờ, những đốm đen trên chuối mà bạn muốn loại bỏ lại thực sự có lợi cho sức khỏe của bạn. Hé lộ bí ẩn đốm đen trên quả chuối. Các cuộc điều tra đã chứng minh rằng chuối có đốm đen tốt cho sức khỏe hơn đáng kể so với những quả chuối nguyên vẹn. Theo nghiên cứu, những vùng tối màu đó biểu thị mức độ chín và điều thú vị là khi chuối chín, hàm lượng dinh dưỡng của chúng sẽ tăng lên. Khi chuối nhà bạn chuyển từ màu xanh sang màu vàng rực rỡ, có những đốm đen nhỏ, điều đó cho thấy chúng không chỉ đạt đến độ ngọt đỉnh cao mà còn chứa nhiều vitamin, chất dinh dưỡng và đặc tính chống ung thư. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy một quả chuối chín có đốm đen có thể là trợ thủ đắc lực trong cuộc chiến chống lại bệnh ung thư. Sức mạnh kỳ diệu của những đốm đen bên trong quả chuối. Vậy tại sao chuối lại có đốm đen bên trong?
Các chuyên gia cho biết, những đốm đen dường như không hấp dẫn, thế nhưng nó chứa nồng độ cao yếu tố hoại tử khối u, một chất gây chiến chống lại các tế bào ung thư và tế bào bất thường. Chức năng chính của nó liên quan đến việc điều chỉnh các tế bào miễn dịch, kiềm chế sự phát triển và lan rộng của các tế bào khối u. Sự thật là càng có nhiều đốm đen trên chuối thì càng tốt. Các chuyên gia cũng cho biết rằng các đốm đen trên quả chuối tượng trưng cho yếu tố hoại tử khối u TNF giúp chống lại các tế bào bất thường trong cơ thể. Do đó, càng nhiều đốm đen thì càng có nhiều TNF trong chuối. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Những đốm này cũng làm tăng số lượng tế bào bạch cầu có trong cơ thể, củng cố khả năng phòng vệ bên trong của bạn. Quý vị thân mến, chuối có đốm đen không chỉ là anh hùng chống ung thư, chúng cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, chẳng hạn như lecithin, được biết đến với tác dụng là tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Nó cũng giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, chống lại virus và tế bào ung thư. Càng có nhiều đốm đen trên vỏ chuối thì quả chuối càng chín, nó có thể trông hơi mất thẩm mỹ nhưng nó chắc chắn rất bổ dưỡng cho cơ thể. Khi đặc tính chống oxy hóa trong chuối chín tăng lên, khả năng tăng cường hệ miễn dịch của chuối cũng tăng lên. Các chuyên gia cho biết rằng khi chuối càng chín thì hàm lượng magie càng cao. Magie cao rất tốt cho những người bị tăng huyết áp và nó làm giảm huyết áp ngay lập tức. Hơn nữa, chuối chín còn tốt cho tim mạch, chống trầm cảm, hỗ trợ tiêu hóa và nhu động ruột khỏe mạnh. Ngoài ra, chuối là chất kháng axit tự nhiên và giúp giảm chứng ợ nóng ngay lập tức. Nếu bạn thấy ợ hơi ợ nóng, hãy ăn một quả chuối, nó sẽ giúp bạn giảm thiểu chứng này trong vòng vài phút. Chưa hết, lợi ích của chuối chín không dừng lại ở đó, chúng còn cung cấp năng lượng cần thiết, góp phần giúp xương chắc khỏe hơn và thậm chí là hỗ trợ mức huyết áp khỏe mạnh hơn. Và nếu như bạn mắc sai lầm khi cho chuối vào tủ đông để giữ được màu vàng nguyên sơ của chúng, thì đã đến lúc bạn nên xem xét lại ngay nhé. Thay vào đó, hãy để chuối chín dần một cách tự nhiên và duyên dáng ngay trên kệ bếp. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chuối có đốm đen có hiệu quả gấp 8 lần trong việc chống lại tế bào ung thư so với chuối có vỏ xanh. Thời điểm tốt nhất để thưởng thức chuối là khi có đốm đen. Giờ đây khi đã được trang bị kiến thức này, bạn sẽ có một trải nghiệm hoàn toàn khác với chuối. Với chuối chín, bạn có thể làm một ly sinh tố nhiều vị giác. Tuy nhiên, bạn cũng hãy cảnh giác thời điểm lý tưởng để tiêu thụ loại trái cây giàu chất dinh dưỡng này là khi chúng có những đốm đen nhỏ xuất hiện trên vỏ. Không nên sử dụng chuối khi đã chuyển sang màu nâu hoàn toàn. Sau giai đoạn này, hàm lượng chất dinh dưỡng bắt đầu suy giảm, khiến chuối kém hiệu quả về mặt sức khỏe. Và phần tiếp theo của chương trình xin gửi đến quý vị câu chuyện ý nghĩa. Mời quý vị cùng lắng nghe và chiêm nghiệm. Mưa quất dàn dạt trên đầu, mưa như sói cát vào mắt cay xè. Thanh nhoài mình ra cố nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ mềm mại đang chơi với đưa lên từ mặt nước. Con đỏ nhỏ mỏng manh chao đảo trực lật úp và mảng chớp lòa trước mắt kèm theo tiếng nổ khô khốc chụp xuống hất anh ngã nhào. Giật mình mở mắt, Thanh còn kịp nghe tiếng ú ớ vừa thoát ra từ cơn mơ dữ. Nắm tay vẫn bám chặt sau cửa sổ thấp sát chỗ nằm. Ngoài vườn, cơn mưa vừa tạnh chưa lâu, nước mưa từ lá cành giọt nhẹ trên đất ướt tỏa làn hơi mát ẩm dịu nhẹ nhàng. Làn khói bếp trắng mỏng phả vào không gian xanh mướt của vườn một mùi thơm ngọt, mùi rơm rạ của mùa mới. Vẫn nằm yên, để lặng nghe hơi mát từ tấm phản rộng bằng gỗ nâu lên nước bóng láng. Anh hít thở rất sâu và từng phút nhận ra vì sao mình ở đây. Gian quán buổi sáng sớm đã chật chội nóng bức. Anh ngồi trước tô cháo gạo vừa ăn xong nhưng chưa vội đứng lên như mọi hôm, bởi hôm nay anh chưa biết sẽ đi đâu. Bà chủ nhà trọ đã khóa cửa căn phòng mái tôn thấp lé đé bởi anh không còn khả năng trả tiền thuê mấy tháng nay. Những bóng người ngồi xuống đứng lên, ra vào lui tới, cứ lướt qua trước mắt anh như những đoạn phim đang bật chế độ nhanh. Chỉ đến khi nghe tiếng gọi ai đó của một cô gái, hình như là người giao hàng online, anh mới ngẩng đầu lên nhìn. Giọng nói này rất đặc biệt, của một vùng quê dường như anh đã từng nghe quen. Nhưng đến khi cô gái trùm áo nắng và che khẩu trang kín mít quay ra, anh mới chợt nhớ. Cũng vừa lúc, ánh mắt cô ta dừng lại ở anh. Ủa, Thanh? Cả hai cùng kêu lên ngạc nhiên và đều mừng rỡ vì đã lâu lắm rồi. Dễ chừng cũng 5 hay 6 năm gì đó chưa gặp lại nhau. Thanh ngồi xuống trước mặt anh, cô bạn cùng tên cùng lớp năm cuối trung học nhìn anh cũng với ánh mắt tinh nghịch ngày đó.
nhưng không che được vẻ ái ngại. Thanh công tử giờ đã xuống dốc không phanh như này sao? Cô suýt kêu lên thành tiếng. Có vẻ như đọc được ánh mắt cô, anh cười nói làng đi. Chẳng phải bà còn vi vu cùng mây trời Tây Bắc sao? Ngày trước họ vẫn mi tâu khi gọi nhau vì cả hai cùng tên. Sau mấy năm không gặp, tự nhiên đổi cách xưng hô. Vì vụ gì ông ơi, dịch bệnh kéo dài mãi, gần 2 năm rồi có tua chuyến đi đâu. Tôi ngồi không cũng chán, bèn xoay qua bán hàng online, ai ngờ lại vui. Rồi cô chủ động vào chuyện. Gần đây tôi có nghe mấy đứa nói về những không may, kể như là tai vạ của ông. Cứ tưởng ông còn trôi nổi đâu mãi ngoài Thanh Hóa Nghệ An gì đó. Hai người vừa đi, vừa nói qua bên kia đường, nơi có quán cà phê cóc nép mình dưới tán cây bằng lăng. Nghe anh vắn tắt xăm ba câu, cô trầm ngâm vài giây rồi bỗng buột miệng. Bây giờ ông về nhà tôi dưới quê đi, coi như mạ tôi cho ông ở trọ 10 hôm miễn phí, khỏe người rồi lại đi tiếp, tính tiếp. Còn nếu ngại ngùng hay sĩ diện hão gì gì đó thì thôi vậy. Cô nhún vai lại cười, xem ra cô cũng rất có duyên. Không hiểu sao hồi đó hễ đến lớp mà đụng mặt nhau là anh ta làng ngay. Không chỉ vì lũ bạn cứ ghép đôi hai đứa cùng tên, mà phần lớn là do cái cách cô không mặn mà với mấy đứa con gái nhà giàu, trong đó có anh. Hơn một giờ chạy xe mới đến làng, hèn gì mà ngày đó cô lên phố học phải cuối tuần mới về một lần. Con đường đổ bê tông, còn mới chạy len giữa các thôn xóm, có gió biển thổi qua, vùng cây xanh ẩm mát. Căn nhà thấp, mái ngói liệt cũ kỹ và hơi tối, ngoài nắng đi vào là cảm nhận ngay cái mát dịu rất yên ả. Nhà chỉ hai mẹ con, nhưng chủ nhà đi đâu đó chưa về. Cô bảo anh nằm nghỉ ở một bộ phản gian giữa, còn cô xuống bếp chuẩn bị cơm nước. Chưa kịp nhìn ngó quanh quất, anh đã thấy lơ mơ buồn ngủ. Mùi thơm của canh rau bốc lên ấm cả gian nhà, làm anh thấy đói bụng, đúng hơn là thèm một bữa ăn gia đình. Chưa đến cửa bếp, anh đã nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện, dù cố ý nhỏ giọng. Đến 15 tỷ sao, làm chi mà ông ra nỗi vậy? Anh vội quay người, nhấc từng bước chân nặng như đeo đá trở lên nhà trên. Trước khi cô gái bưng mâm cơm còn bốc hơi cùng mùi thơm của gạo mới, cất tiếng gọi lớn. Ông thức dậy chưa? Lại nhà mà ngủ cũng say đó hỉ. Người mẹ đi theo sau tươi cười, vẻ như chưa hề tham gia câu chuyện trước đó với con gái. Đi đường có mệt không cháu? Dạ không thưa bác. Cái cách thân thiện tự nhiên của hai người phụ nữ khiến anh thấy dễ chịu. Không biết bao lâu rồi, anh mới được ăn một bữa cơm ngon đến vậy. Mùi cá đồng kho nhiều ớt, ớt bột và ớt trái với cả hạt tiêu xanh. Nước canh rau tập tàng trong và ngọt thanh vị tôm tươi. Đặc biệt là chén nước ớt đỏ, thứ nước ớt cay và thơm nồng kích thích vị giác là món thường có trên mâm cơm của mọi gia đình và các quán ăn ở làng này. Thanh cảm thấy yên tâm như ở nhà mình. Không, hơn cả nhà mình. Mà cũng chưa đúng, anh còn có nhà để về sao? Ông quả đã dốc hết tài sản tích cóp của một đời làm quan để trả phân nửa số nợ có giấy tờ vay mượn và chữ ký của anh, cùng với quyết định từ bỏ đứa con trai duy nhất. Phần còn lại do nhập nhằng nhiều khoản với bọn cho vay, anh chị và một số người nói theo kiểu bạn không ra bạn. Ông để mặc anh tự xoay sở. Ông cấm vợ liên lạc với đứa con, vốn được cưng chiều từ nhỏ. Đã nhiều lần khiến vợ chồng ông điêu đứng vì vô tâm và ăn chơi đàn đúm. Ông đáp mừng vì tưởng rằng cưới vợ xong thì Thanh sẽ biết lo cho gia đình mà tu chí làm ăn. Công bằng mà nói, Thanh cũng đầu tư cho công ty toàn tâm toàn ý trên cương vị của một cổ đông lớn. Nhưng chỉ vài năm sau thì nhiều khó khăn liên tiếp xảy đến. Điều này không chỉ riêng với công ty anh trong thời buổi nhiều cạnh tranh khốc liệt này. Lỗ lã, thất bại dồn dập. Anh xoay sang nhiều hoạt động liều lĩnh để cố đắp đổi. Không biết từ bao giờ lao vào chứng khoán rồi cá độ. Can ngăn chồng mãi không được. Túy có ý định sẽ sang Anh với gia đình. Một chút cãi vã nhỏ. Túy trượt chân và không giữ được cái thai 4 tháng. Cô xuất hiện cùng với tờ đơn ly hôn đã ký sẵn. Có thể tình yêu chưa đủ bền. Để giữ được cuộc hôn nhân mới đầu rất êm ả và rất môn đăng hộ đối này, anh không thấy bịn dịn níu kéo gì, ngoài những ám ảnh cứ vấn mãi chập chờn về đứa con chưa đủ duyên để đến với cuộc đời anh. Này uống nước đi, nước này ở phố không dễ tìm ra đâu. Tiếng cười trong và vang của cô gái nhắc anh nhìn ly nước trên bàn. Màu nước nâu đậm sóng sánh bốc hơi. Đúng là mùi thơm rất lạ, quyện lẫn từ nhiều loại lá rừng,
cứ như từ một siêu thuốc bắc nào đó tỏa thơm quanh gian nhà. Đắng nhưng có vị ngọt hậu, anh buột miệng. Ngon quá, tiếng người mẹ từ bếp vọng lên, uống nước lá này thì ăn ngon ngủ yên đó cháu. Mấy ngày liền ăn ngon ngủ yên, không biết vì nước lá hay vì không khí trong lành và đầu óc được thư thái, anh thấy người khỏe ra. Chồng ông có vẻ lại rất nhiều đó đa, cày hết bộ Tam Quốc rồi vẫn chưa chán phim sao? Anh thấy mình đúng là vô tích sự, lại cười nhìn ra bên ngoài. Trời đã qua mấy ngày đông, trở lại chói chang với màu nắng như suối bạc xuống cây lá. Người mẹ đang quốc xới đám đất cuối vườn, lâu lâu lại cởi nón nhanh tay quạt mấy cái rồi cắm cúi làm. Cô nhìn theo về phía mẹ. Ông nghĩ sao nếu mẹ tôi muốn nhà vườn này trở thành một homestay? Tốt quá chứ sao nữa, bà đang làm du lịch thì thuận lợi cho bác quá rồi. Nhưng đó còn là chuyện ở thì tương lai. Địa phương này vốn không có nhà nghỉ khách sạn vì nhiều nguyên nhân ABC đều hợp lý cả. Anh cười, không muốn thì tìm lý do, muốn thì tìm cách, không phải sao? Cô vỗ vai anh thật mạnh nồng nhiệt. Mấy ngày rồi mới nghe ông nhại được câu nói hay, rồi đưa ngón tay vẽ những vòng tròn trước mắt, vẽ những dự tính cho một ngày mai rất gần. Địa phương này có nhiều di tích lịch sử, nhiều tập quán lâu đời khá là độc đáo, tại sao không chứ? Có vẻ như tiếng cười vọng đến nơi người mẹ đang cặm cụi làm đất. Bà ngẩng lên nhìn về phía hai người rồi lại tiếp tục công việc. Những nhát cuốc phầm phập bổ sâu xuống trên những thớ đất mềm và nặng sau mưa. Suốt cả tháng trời, cô luôn bận bịu vì có nhiều đơn hàng phải giao trong ngày. Thỉnh thoảng anh chạy lại giúp cô, thấy vui vui vì dẫu sao cũng chưa đến nỗi vô vị khi nương náu ở đây. Anh dường như đã quên cái lời mời 10 ngày của cô hôm mới gặp lại, nếu không có một cuộc gọi từ người quen ở phương Nam. Việc làm ở một công ty nhỏ với lương ban đầu dưới 10 triệu, chuyện chỉ xem như trò đùa của ngày trước, giờ là cơ hội vàng của anh. Vậy là anh đã có thể sống tốt, cô nghĩ vậy. Cô đưa anh ra bến xe, vội vàng dúi vào tay cái phong bì đủ cho anh trang trải vài tháng đầu khi đang còn tay không ở một nơi có rất nhiều người quen. Nhưng không thể gõ cửa một ai trong tình thế này. Khu vườn của người mẹ sau những tháng mưa dài đã được bắt tay vào việc xới vun, chuẩn bị cho mùa cây mới. Nắng đông hiếm hoi nên không thể chậm trễ việc trồng tỉa. Thật ra, chỉ là khởi đầu của một ý tưởng với tình hình ngưng trệ đến đóng băng của du lịch cả năm nay nên cũng không cần phải vội. Nhưng cũng đã có thể thấy được hình hài của một khu lưu trú nghỉ dưỡng sinh thái cỡ nhỏ. Ước mơ và cố gắng hết mình, nhưng có chạm tay đến được thành công hay không thì phải chờ xem. Trồng cây là trồng cả niềm tin và hy vọng, người mẹ vẫn thường nói với cô như vậy. Những giờ phút rảnh rỗi cô ra vườn giúp mẹ vẫn nhanh nhẹn tháo vát, nhưng ít nói hơn mọi khi. Có khi bất chợt dừng tay nhìn xa xôi, có khi lại lặng im suốt buổi. Tất cả đều không qua khỏi cái liếc mắt nhanh và sắc của người mẹ đã qua bao ngưỡng tuổi 40, đã chín và đã chững lại theo những vấp ngã lao đao. Người như vậy chắc chắn sẽ không quên một thanh xuân vội vã của mình, rộng lượng và cả ngốc nghếch. Quãng đường dài một mình lầm lũi đã khiến người đàn bà xứ cát nhận ra điều đó. Chưa hết năm đầu đại học của một sinh viên xa nhà, chị đã từ bỏ giảng đường và sách vở vì muốn giữ lại đứa bé và vì lời hứa của người ấy vẫn còn hiệu lực. Nhưng từ khi vỡ vụn, mọi lòng tin thì đến cả làng quê cũng trở thành xa ngái. Bươn chải vật vờ cho đến khi biết tin ông cụ đã yếu đi trong ngôi nhà cổ và niềm thương nhớ ruột già đã vượt lên sự sĩ diện với họ tộc làng nước, chị đưa con về nhìn mặt ông ngoại lần cuối. Những ngày có nắng vàng trên những đọt cau, hong khô dần những lối đi bằng gạch nung đã ẩm rêu suốt mùa mưa. Gió về theo mùi gừng thơm nóng, ấm vả qua những xóm nhà. Năm nay khốn khó lao đao vì chật vật mưu sinh trong bối cảnh ảm đạm chung của mọi miền. Tai họa lan nhanh như nấm, không ngừa một ngõ ngách, không chọn lựa giàu sang hay bần hàn. Cô cũng phân vân, chủ trừ bên mấy luống cải ngồng vàng hoa. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên từ phía hiên nhà, mỗi lúc một đến gần. Là mẹ đang từ nhà đi ra. Cô nhoài mình qua luống cải đón lấy điện thoại trên tay mẹ. Thanh nghe đây. Ủa sao đổi số mà không cho tôi biết? Ông có điên không vậy? Cô suýt nói cho anh ta nghe là mấy tháng nay cô chỉ cần biết anh vẫn bình an nơi đó là tốt rồi. Chứ cái chuyện còn khó khăn khốn đốn vì công việc chưa dám liên lạc,
thì có ai lạ gì mà phải phân trần. Hắn vẫn vô duyên và đáng ghét như thuở nào. Cô vội vã chạy xe ra chợ, lúa xuân vừa xạ chưa lâu mới lên lấm tấm chưa kịp phủ xanh mặt ruộng. Mấy nòng cải ngồng trong sân nhà ai đang phơi vội cho kịp ngày nắng hiếm hoi, khiến cô rộn rã muốn tự tay mình chuẩn bị một vài thứ món. Những cái kim phượng vườn ai dọc theo đường ràng phủ đầy hoa vàng tươi, người làng thích cắm hoa này để cúng, hương thơm dịu và tinh tấn. Trên những chiêng gióng trở về từ chợ là màu giấy trang kim lấp lánh dưới ánh nhẹ của những người đã quen gánh vác nhọc nhằn. Cô bỗng thấy vui lây với những điều dung dị đơn sơ ấy. Trước hiên nhà, người mẹ đã dọn sẵn cái bàn thấp trải đầy lá chuối, thúng nếp thơm ngâm từ đêm qua đã kê lên mấy viên gạch cho ráo. Cái chảo gang nấu đậu xanh quết nhuyễn làm nhân đang tỏa mùi thơm bên cạnh những dong thịt heo ba chỉ trắng hồng xếp ngay ngắn. Mẹ cô thoăn thoắt miết một tay cầm khăn xuống mặt lá, tay kia kéo tấm lá lên xếp vào cái mâm đồng sáng loáng. Cô chợt nhìn lại chỗ nếp, đến gần đầy thúng, trong một gia đình chỉ có hai người, như hiểu được ý cô, mẹ cười. Mình gói bánh nhiều ra thêm một ít, cười biếu mấy gia đình gặp chuyện trong xóm để cúng ông bà. Năm nay chắc họ phải tiết kiệm nhiều. Đêm ấy trời có mưa nhỏ, những hạt mưa mỏng đem theo hơi lạnh thấm vào từng chân tóc. Hai người phụ nữ ngồi bên nồi bánh chưng đang sôi vì được lửa xuê xoang. Loại củi đun từ những gốc dương liễu đã khô từ dạo nắng cháy đượm và than đỏ rất bền. Nhìn con gái của ánh lửa đang ửng lên mặt cô một màu da sáng bóng trẻ trung, người mẹ như thấy lại hình ảnh ngày xưa của mình, một chút bướng bỉnh quyết đoán và nhiều nông nổi. Để tới bây giờ chị vẫn không muốn nhắc đến sự tồn tại của người đó. Nhớ những lúc có ý nghĩ điên rồ khi so sánh với những người quá bụa góc chồng. Xem ra còn hạnh phúc ấm áp hơn mình. Chị bật cười thành tiếng. Phía bên kia, cô bỗng nhìn sang mẹ đang vội nhìn xuống cuộn len và mũi kim móc cầm hờ hững trên tay. Mẹ đẹp và cũng nhiều đa mang và đa đoan, còn mình thì nhạt nhẽo và trống trải cho đến bao giờ. Con có biết hạnh phúc của chờ đợi là gì không? Cô giật mình nhìn mẹ lúng túng. Là chưa chạm vào tuyệt vọng. Người mẹ cúi xuống tấm khăn len đang móc giờ. Câu nói rơi vào khoảng không chơi vơi lạnh buốt. Cô chêm gáo nước lạnh vào nồi, cời lại mấy thanh củi cho lửa bốc già thêm. Lặng im, nhìn bóng mẹ chập chờn trên vách. Gió biển thổi qua chuông cát, vù vù trên hàng dương vọng vào xóm nhà ẩm ướt dưới mưa đêm. Mẹ nói đúng, cô vẫn còn nguyên hy vọng để đợi chờ. Như đâu đó, dưới những mái nhà im lìm trong đêm tối ngoài kia, những đôi mắt của phận người khốn khó vẫn sáng lên chờ đợi và cầu mong một mùa xuân mới, không còn âu lo phiền não, được trở lại những ngày tháng lam lũ, có buồn vui mơ ước cũng chỉ rất giản dị bình thường. Nhưng giờ đây, bình thường đâu phải dễ, cả cô và mẹ cũng thế. Chỉ có gió ngoài chuông là cứ lao sao mãi không thôi. Và tới đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Nếu bạn thấy video này hữu ích, xin hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến của các bạn để có thể phục vụ được tốt hơn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.